Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức mới. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng nhất 24 giờ qua. Sau gần 2 năm về chung một nhà, cuộc hôn nhân của Đàm Thu Trang và Cường Đô La bước sang một giai đoạn mới khi chính thức chào đón công chúa nhỏ. Thế nhưng, chỉ 2 ngày sau khi đón con gái đầu lòng với Đàm Thu Trang, Cường Đô La đã phải nhận tin dữ từ mẹ ruột. Sau đây mời các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Cường Đô La và chân dài Đàm Thu Trang bắt đầu hẹn hò từ năm 2017. Đến tháng 7 năm 2019, cặp đôi tổ chức đám cưới trong niềm chúc phúc của bạn bè và người thân hai bên nội ngoại. Ngày 9 tháng 8, Cường Đô La vui mừng thông báo tin Đàm Thu Trang đã hạ sinh công chúa đầu lòng. Vị doanh nhân trẻ phấn khởi chia sẻ trên trang cá nhân bức hình cùng với Sue Bell đón con gái nhỏ kèm dòng chú thích. Vợ chồng Cường xin chân thành cảm ơn tất cả những lời chúc của mọi người dành cho gia đình, yêu thương tất cả. Là lần thứ hai được làm bố, nhưng doanh nhân Quốc Cường Gia Lai vẫn tràn đầy cảm xúc khi bế con trên tay. Trong bức ảnh, Đàm Thu Trang chia sẻ, Quốc Cường luôn dành cho con cái nhỏ mới sinh ánh mắt yêu thương trìu mến. Cộng đồng mạng liên tục gửi lời chúc mừng Cường Đô La và Đàm Thu Trang. Được biết cặp đôi quyết định đặt tên gọi ở nhà, cho bé là Sujin, song vẫn giữ kín tên thật và ngoại hình. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên Đàm Thu Trang lộ diện sau khi vượt cạn. Cô vẫn mặc đồ sản phụ, ngồi trên giường, tóc búi cao gọn gàng. Nhan sắc của bà xã Cường Đô La đặc biệt gây chú ý bởi mới sinh chưa được bao lâu, để mặt mọc và trong trạng thái đơn giản nhất nhưng vẫn rất xinh xắn tươi tắn. Thời gian này, Cường Đô La tạm gác đam mê xe cộ và công việc, thường xuyên ở nhà để chăm sóc cho Đàm Thu Trang sau khi sinh nở. Giữa lúc vừa đón con gái đầu lòng, Cường Đô La lại bất ngờ nhận tin dữ từ công ty gia đình. Cụ thể, theo thông tin mới nhất từ công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, bà Nguyễn Thị Như Loan, tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai sẽ thôi kiêm nhiệm chức danh chủ tịch hội đồng quản trị vào ngày 10 tháng 8 2020. Lên thay thế bà Loan sẽ là ông Lại Thế Hà, phó tổng giám đốc. Về phần bà Loan, hiện bà vẫn là cổ đông lớn nhất, nắm giữ gần 102 triệu cổ phiếu, tương đương 37,04% vốn ở Quốc Cường Gia Lai. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 2020 cho biết, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận doanh thu tăng đột biến 384% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 947 tỷ đồng. Đa số đều đến từ mảng bất động sản khi đem về doanh thu cao, gần gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2019, 934 tỷ đồng. Nguyên nhân của việc doanh thu bất động sản tăng mạnh đến từ việc công ty Quốc Cường Gia Lai đẩy nhanh bàn giao căn hộ cho khách hàng. Dù doanh thu tăng đột biến nhưng chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp của công ty này cũng tăng vọt lên gấp 8 lần so với cùng kỳ năm ngoái vì dịch bệnh. Lợi nhuận sau thuế của Quốc Cường Gia Lai sau khi kết thúc quý 2 là 18 tỷ đồng, thấp hơn 42% so với năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Quốc Cường Gia Lai đạt 1.028 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ, lãi ròng hơn 26 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúng mình là tin tức mới và đừng quên nhấn like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!